Chào quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình đi đến dự cái lễ cúng miễu bà của tại chợ thôn. Vào giờ này lúc 8 giờ sáng quý vị. Mình đi cúng miễu bà tại chợ thôn của thị xã Hàng Thạnh, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Vào giờ này mình đi lại đi cúng miễu, mời quý bà con anh em mình đi cúng miễu cùng với mình ha. Giờ ban nhạc lễ của Út Tròn khởi sạn đàn rồi âm ly rồi sạn đừng chút nữa đừng cúng quý vị. Rồi tiến hành đi vòng miếng để rồi làm tới hoài à, làm tới hoài không có tính giá rồi không có tính giá nhưng mà chỉ có chồng mời rồi tính giá gì nữa
Thank you.